Chào các bạn, đây là cái mẫu máy chú gần TVDUC370, cái dòng thay thế cho cái dòng TVDUC350 trước đó nha các bạn. TVDUC370 thì có cái thiết kế các cái cổng kết nối và cái cấu hình tương đương với các cái dòng như TVDUC371TX430, TVDUC340 và một số cái dòng máy chú gần của Panasonic. TVDUC thì nó có độ phân giải chuẩn là độ phân giải HD 1280 và cường độ sáng là 3300 lumen. Hầu hết các dòng máy chú gần của Panasonic thì đều có một cái thiết kế nó khá tương đồng với nhau về cái kích thước cũng như là cái kiểu dáng và cổng kết nối. Thì về cơ bản thì nó cũng chỉ bao gồm các cái cổng như là USB AB, cổng LAN, cổng HDMI 2, cổng computer, cổng monitor out RS232 và các cái cổng audio in out đầy đủ hết. Con này có thiết kế màu trắng trông khá là sang và sạch. Một cái ưu điểm tôi thích nhất ở dòng Panasonic đó là cái thiết kế lọc bụi thông minh với cái tấm lọc chuẩn, tấm lọc bằng cái màng HEPA, khả năng giữ sạch bụi rất là tốt. Tuy nhiên thì sau một thời gian sử dụng chúng ta nên vệ sinh kỹ, tránh trường hợp nó bám nhiều bụi quá thì nó sẽ không có làm cho cái máy nó được lưu thông cái nhiệt bên trong. Cái ống kính cũng là một cái bộ phận chúng ta hết sức lưu ý khi mà chúng ta sử dụng. Mặc dù là cái ống kính nó nằm sâu phía bên trong và được làm bằng thủy tinh thay vì bằng nhựa như những cái dòng máy chú khác, tuy nhiên khi chúng ta sử dụng thì chúng ta tuyệt đối không được động tay và cũng không được lau chùi cái ống kính này. Đây là một điều hết sức lưu ý. Hầu hết các cái dòng máy chú gần và siêu gần thì nó đều có một đặc điểm chung, đó là không có cái ống chỉnh zoom lớn nhỏ, và chúng ta hãy hiểu rằng là cái khung hình của nó là cố định nè, không thể chỉnh lớn nhỏ được, mà chỉ có một vòng duy nhất đó là vòng chỉnh focus. Cách phím bấm cũng được thiết kế khá là hay và nó nằm sâu phía bên dưới cái thân vỏ chính phía trên, do đó thì khi mà chúng ta sử dụng, chúng ta có lỡ mà chúng ta để đè các cái vật lên trên cái bàn phím thì nó cũng không bị cấn. Đây cũng là một cái điểm mà chúng ta lưu ý. Dòng này thì là dòng máy chú gần, do đó thì ống kính nó to mà kích thước của nó cũng to hơn những cái dòng máy chú thông thường một chút. Hiện tại tôi đang chiếu ra cái màn chiếu kích thước 100 inch với cái chiều ngang là 1m8 và khoảng cách đặt máy là nó tới khoảng 1m. Về cơ bản thì dòng TVDUC370 này nó vẫn sử dụng cái bóng đèn halogen nha các bạn. Bóng đèn halogen thì cái thời gian khởi động của nó dao động từ 20 đến 30 giây. Nó khác với đèn LED, là đèn LED khởi động nó lên ngay. Tuy nhiên thì mỗi cái loại bóng đèn nó đều có những cái ưu nhược điểm riêng của nó. Đánh giá chung mà nói thì nó ưu điểm của dòng này đó là tôi cảm nhận được cái màu sắc có sự thay đổi nhiều. Đặc biệt là các bạn có thể để ý các cái gam màu của nó rất là tươi sáng và tự nhiên. Ở đây có những cái bông hoa, các bạn có thể nhận biết được là cái nguồn gốc cái video này là trên hiện tại tôi đang chiếu trên YouTube. Các bạn có thể xem trực tiếp trên cái màn hình laptop và trên màn hình máy chiếu gần như nó không có sự khác biệt nhiều. Menu thì nó khá là dễ dàng sử dụng tại vì nó giống như các cái dòng trước đây thôi, không có gì khác biệt nhiều. Có hỗ trợ tiếng Việt. Con này loa của nó hình như là có thiết kế với công suất khoảng 5W. Và tôi xin nhắc lại cái thông số kỹ thuật chính là độ sáng là 3300 và cường độ độ phân giải là chuẩn HD. Tùy theo cái mục đích sử dụng mà chúng ta đầu tư dòng máy này thì thông thường chúng ta sử dụng cho văn phòng, lớp học và phòng họp là phần lớn. Và khi sử dụng thì chúng ta cũng cần lưu ý lắp đặt cũng như là những cái thủ thuật làm sao đó để máy có thể hoạt động được êm ái mà không có bị lỗi. Thì khi mà cung cấp máy cho khách hàng thì các kỹ thuật viên của chúng tôi sẽ lắp đặt và hướng dẫn cũng như là chia sẻ những kinh nghiệm và thủ thuật giúp cái máy chiếu của khách hàng sử dụng sẽ được bền hơn, ít xảy ra những cái lỗi đáng tiếc. Đó là những cái điều mà chúng tôi sẽ hướng tới cái dịch vụ hoàn hảo để cung cấp cho khách hàng. Để có thêm các cái thông số kỹ thuật chi tiết cũng như là giá bán và các cái chương trình khuyến mại thì các bạn truy cập trang web là maychiếugiarẻ.vn. Cảm ơn các bạn đã cùng tôi trải nghiệm về dòng máy chiếu gần của Panasonic có tên gọi là TVDUC370. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.